Hôm nay mưa dông ở Nam Bộ sẽ đến muộn về chiều tối. Ngay lúc này ngoài trời dịu mát, nhiệt độ 26-27 độ. Từ 8 đến 9 giờ nắng sẽ xuất hiện và cường độ nắng lên khá mạnh vào buổi trưa, đầu giờ chiều. Nhiệt độ cao nhất ở Biên Hòa, Vị Thanh, Mỹ Tho, Sóc Trăng 33 độ, Cần Thơ và các nơi khác 31-32 độ. Đến chiều tối mới chuyển mưa, cường độ mưa sẽ không lớn như những ngày trước. Thành phố Hồ Chí Minh dự báo cũng có nắng 6-7 tiếng trong ngày, nhiệt độ cao nhất 33 độ. Mưa rào nhẹ về chiều tối, chỉ xảy ra trên diện hẹp và dứt nhanh.